Cảm ơn Xiaomen Store đã là nhà tài trợ của video này. Xiaomen Store là một đơn vị phân phối những sản phẩm grooming cho nam giới hàng đầu tại Việt Nam. Toàn bộ những danh mục sản phẩm như gội xả, dưỡng tóc, sáp tóc kiểu tóc, thực phẩm chức năng thì đều đến từ Xiaomen Store. Và hôm nay thì toàn bộ những sản phẩm homemade mà mình sẽ sử dụng trong video này đều đến từ Xiaomen Store. Thông tin chi tiết hơn về Xiaomen Store mình sẽ nói phía sau video. Ok, vậy homemade à? Homemade trong mùa hè thì liệu nó có bị bức bối và bị nắng nóng quá không? Thực sự homemade trong mùa hè nó rất là hợp lý bởi vì là nó tiết kiệm được cho các bạn cái thời gian tạo kiểu tóc rất là nhiều. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ và các bạn 4 kiểu tóc tạo kiểu bởi 4 con pomade khác nhau. Từ con pomade sử dụng đơn giản nhất ở đây là Forte Series cho đến cứng cựa và nặng đô nhất là Templeton Tonics Atlas. Ok, không dài dòng nhá, vào thẳng vấn đề của video. Đầu tiên là chúng ta có pomade của Forte Series. Thì trước tiên mình phải nói rằng đây không phải là một con pomade chính thống. Định nghĩa và cách hoạt động của pomade là gì? Đấy chính là một sản phẩm tạo kiểu tóc mà hiệu năng và cái cách ứng xử hoạt động của nó dựa 100% vào sáp. Trong thành phần của pomade thì nó sẽ không có chất tạo dính, chỉ trừ một loại duy nhất đấy là gel pomade thì trong thành phần của nó chỉ có chất tạo dính, nó sẽ không có sáp ở bên trong. Nói nôm na ra là một sản phẩm mà trong thành phần gồm có cả sáp lẫn cả chất tạo dính thì đấy là một con sáp bình thường chứ không phải là pomade. Đây là một con sáp bình thường nhưng nó ứng xử như một con pomade. Forte Series Pomade là sản phẩm nhập môn cho những bạn nào bắt đầu muốn vào chơi pomade. Nó sẽ có độ bóng như pomade, nó sẽ ứng xử và hoạt động khá là giống pomade nhưng mà ưu điểm của nó là rất nhẹ nhàng ở trên tóc, gội rửa thì cực kỳ dễ dàng và thêm một cái nữa là nó có thêm chất tạo dính cho nên là chúng ta cũng có thể cào tay với nó. Ok, được rồi, bắt đầu tạo kiểu tóc đầu tiên nhé. Tại sao mình nói là tạo kiểu tóc với pomade trong mùa hè thì nó sẽ đơn giản? Bởi vì là các bạn sẽ không cần phải lo đến quá trình sấy, quá trình tạo kiểu pre-style. Ví dụ như tóc của mình đây thì bây giờ mình chỉ cần ốp pomade lên là xong. Okay, mình đã apply tổng cộng là 3 scoop pomade lên trên đầu và các bạn có thể thấy là không cần phải sấy ngược lên trên mà cái độ đẩy của pomade nó cũng đã giúp cho tóc của mình cực kỳ cứng và gần như là nó giữ nguyên ở một chỗ. Nhưng mà vì thành phần của cái con pomade này nó vẫn có chất tạo dính bên trong cho nên khi các bạn luồn vào tóc thì các bạn vẫn cảm thấy có một cái độ zip và có một cái độ giữ tóc của chất tạo dính. Nó sẽ giúp các bạn có cảm giác đỡ bỡ ngỡ hơn khi mà chuyển từ sáp thông thường sang pomade. Ok, được rồi, công đoạn tiếp theo của tạo kiểu bất kỳ con pomade nào đấy chính là trải lược. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao sử dụng pomade lại phải trải lược chứ chúng ta hiếm khi cào tay? Thì câu trả lời sẽ là cái cách hoạt động của pomade và cái nhìn của nó đưa ra nó sẽ khá là gọi là gì, đặc trưng. Các bạn có thể thấy là những con pomade nó sẽ luôn luôn có một cái độ bóng cực kỳ cao. Cái thứ hai nữa là nó sẽ kết dính tóc cực kỳ mượt. Nó không phải kết dính tóc giống như là mấy con matte paste hay mấy con clay mà các bạn hay sử dụng. Nó sẽ không có độ tơi tự nhiên, nó sẽ không có cái độ gọi là bóng mờ tự nhiên nữa, mà khi sử dụng pomade là khi các bạn đã show ra là các bạn có sử dụng sản phẩm tạo kiểu tóc. Và cái cách hoạt động của pomade là chúng ta phải sử dụng lược thì mới có thể chỉnh được cái form, cái hình dáng của kiểu tóc. Nếu mà chúng ta chỉ cào tay không như thế này, ví dụ nhá, đấy thì nhìn tóc nó sẽ khá là bẩn, khá là bết, cho nên là chúng ta phải sử dụng lược thì như vậy mới đem lại được một cái nhìn gọn gàng, mới đem lại được một cái nhìn chỉn chu khi mà sử dụng pomade được. Thì đầu tiên với cái kiểu tóc đơn giản như thế này thì các bạn chỉ cần trải lược thật đều cho mình. Làm thế nào trải để mà tóc nó bám hết vào da đầu và nó gọn gàng như thế này, cố gắng làm thế nào để giảm thiểu cái tình trạng tóc nó tõe ra là ok. Sau đấy thì mình sẽ bắt đầu chia ngôi ra cái kiểu tóc mà mình mong muốn, đấy chính là side part. Và vì cái con pomade này nó vẫn có chất tạo dính cho nên là mình có thể vui vẻ với nó hơn một chút, đã hơi cào tay nhẹ một chút thôi. Bên này cũng thế, trải lên một chút này, xong rồi mình luồn nhẹ tay lên thôi. Okay, như vậy là chúng ta đã có kiểu tóc đầu tiên, một cái biến thể của side part, hơi rủ một chút nhưng mà sử dụng pomade. Để kiểu tóc như thế này khi mà các bạn đi prom này, hay là các bạn chụp kỷ yếu trời tối này, hay là các bạn đi những cái bữa tiệc nào đấy cần sự sang trọng một chút với các bạn, thì thực sự nó sẽ cực kỳ dễ gây ấn tượng. Và các bạn có thể thấy là tạo kiểu cực kỳ nhanh luôn, không cần phải sấy, không cần phải quá quan tâm đến sản phẩm pre. Các bạn chỉ cần ốp con pomade lên mà còn khá là dễ dùng cho người mới chơi nữa, trải chuốt một chút và tạo kiểu, vậy là sao. Có một cái hay nữa của kiểu tóc này, đấy chính là sau bữa tiệc nếu mà có after party mà có những cái hoạt động vui vẻ hơn một chút thì các bạn hoàn toàn có thể dùng tay cào cào thêm một chút để cho tóc nó tơi ra, tóc trông nó nhìn bụi hơn, trông nó nhìn ngông hơn một chút, thì nó lại cực kỳ hợp lý với hoàn cảnh after party và làm bạn trông cuốn hút hơn rất nhiều. Okay, vậy đó là xong cho kiểu tóc đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đi xả lại tóc và chúng ta sẽ đến kiểu tóc và sản phẩm thứ hai nhá.
Okay, tóc của mình đã trở về nguyên trạng và hiện tại bây giờ thì nó đang hơi ẩm một chút. Thì đây các bạn thể thấy là ưu điểm của con Forte Pomade đấy chính là nó cực kỳ dễ gội xả luôn. Các bạn cứ sử dụng bét nhè 3-4 scoop tạo kiểu đủ các thể loại đi, gội xả một phát là nó sẽ trôi hết luôn. Okay, đến với con pomade thứ hai. Đây là một con pomade gốc nước và đây là một con pomade gốc nước chính thống Orthodox Pomade Gel Pomade. Thì tìm hiểu lại một chút về gel pomade nhé. Gel pomade là pomade gốc nước. Các bạn có thể thấy là cái chất sáp nó khá trong. Thì cái dạng pomade này được tạo ra khi mà chúng ta chưa thể nhũ hóa giữa dầu và nước với nhau, và toàn bộ thành phần của nó chỉ bao gồm nước này, chất tạo đặc kèm chất tạo dính, vậy là xong. Các bạn cứ hiểu nôm na rằng là cái con gel pomade này là nó khá giống những cái con gel mà các bạn có thể mua và tìm thấy ở siêu thị. Nhưng mà điểm khác một cái là những con gel siêu thị cái độ đâm khô của nó rất là nhanh và nó cực kỳ rít, cực kỳ cứng. Còn những cái con gel pomade mà điển hình như là kiểu của 1821 như thế này thì cái trải nghiệm sử dụng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, được rồi, như thường lệ thì mình sẽ bắt đầu apply pomade nhá. Với cái con gel pomade này thì mình dùng tầm khoảng 2 scoop là nó đã tóc tóc lên hết như thế này rồi. Thì có một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà sử dụng gel pomade đấy chính là các bạn nên apply khi tóc vẫn đang còn ẩm. Nếu mà các bạn apply trên cái tóc khô rong ấy thì gel pomade nó sẽ khá là dít, nó sẽ khá là khó để các bạn luồn tay. Và khi mà các bạn chải tóc thì các bạn nên rửa qua lược với nước một chút thì cái trải nghiệm chải tóc của các bạn nó sẽ đỡ hơn. Mặc dù là các bạn có thể thấy là nó vẫn khá là dít ở phần chân tóc như thế này. Okay, bây giờ câu hỏi đặt ra là gel pomade như thế này thì nó khác gì so với con pomade đầu tiên? Như mình đã bảo rồi, đây là một con sáp mà nó ứng xử giống pomade, hay nói nôm na nó là một con pomade trá hình để cho các bạn nào mới tập chơi pomade có thể làm quen. Còn đây là một con pomade gốc nước chính thống và tất nhiên nó sẽ đạt được cái nhìn của pomade, cái nhìn slick này, cái nhìn mà nó ôm chặt vào nhau, cái nhìn nó pomade hơn. Còn thêm nữa, gel pomade nó khác so với các loại pomade khác đấy chính là nó là matte finish. Khi mà tóc của các bạn khô hẳn thì cái độ bóng nó cũng sẽ biến mất luôn mà nó sẽ chỉ còn là bóng mờ mà thôi. Và yếu tố chính để mà sử dụng gel pomade đấy nữa rằng là nó có một cái nhìn khá là cứng, khá là đanh. Và gel pomade cũng là dạng sản phẩm mà chúng ta có thể luồn tay được. Chúng ta chỉ cần luồn nhẹ tay một chút như thế này thôi. Các bạn thấy tạo kiểu về pomade nhanh không? Tất cả những gì các bạn cần làm đấy chính là ôm pomade lên này, chải qua tóc một chút, chắc cùng lắm là mất tầm khoảng 2 phút, xong rồi luồn tay qua cùng lắm là 2 phút nữa, cực kỳ là nhanh luôn đấy. Không cần phải quá quan tâm đến là sấy như thế nào, phải chia ngôi ra sao, không cần phải quá quan tâm đến việc là phải sử dụng pre như thế nào, pre dầu hay là pre spray các thứ kiểu, cũng không cần phải quan tâm là tóc của các bạn là chất như thế nào, mật độ ra sao, phải sử dụng con sáp nào phù hợp với chất tóc. Pomade này là các bạn chọn lựa sản phẩm mà tùy theo cái sở thích sử dụng của bạn và tùy theo cái kiểu nhìn mà các bạn muốn hướng tới. Đây, kết quả chúng ta có một kiểu tóc modern slick back với một chút texture từ việc cạo tai. Cá nhân của mình tóc cũng khá là dài nhưng mà để slick back hết ra như thế này thì vẫn cứ là đáp ứng nhu cầu sạch sẽ, thoáng mát trong mùa hè. Okay, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xả tóc đến với kiểu tóc thứ ba và con pomade thứ ba nhá. Ok, tóc của mình đã lại sạch sẽ và bây giờ tóc của mình thì hoàn toàn đã khô. Các bạn có thể thấy là nhìn nó không hề bết một chút nào luôn. Cái khả năng gội xả của con gel pomade thì nó cũng tốt y hệt như là cái con pomade trá hình của Forte kia. Ok, tiếp theo cái dạng sản phẩm mà thông dụng nhất của pomade đấy chính là unorthodox pomade, hay nói nôm na rằng là pomade gốc nước, nhưng mà bây giờ có sự xuất hiện của sáp và không có sự xuất hiện của chất tạo dính. Thì cái dạng này nó được chia ra làm hai thể loại, greasy và waxy. Greasy thì chất sáp nó mềm hơn, nó bóng nhiều hơn, nó nhảy hơn. Còn waxy thì nó sẽ cứng hơn, cái độ đẩy tóc của nó cũng sẽ tốt hơn. Và chắc chắn là nó có thể sử dụng trong mùa hè tốt hơn. Thì bây giờ vẫn tiếp tục apply pomade lên cái này nhá. Ok, càng ngày sẽ càng nặng độ hơn. Con này thì cái độ gội rửa của nó sẽ khó hơn là hai con trước kia rất là nhiều. Mình dùng 2 scoop khá là lớn cho nên rằng mình nghĩ là cái lượng sản phẩm cũng đã khá là ok rồi. Đây, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn nhé. Một con pomade kiểu thuần như thế này mà chúng ta cào tay. Nhìn mọi thứ nó cứ kiểu bị quạnh vào nhau và tóc của các bạn nhìn nó sẽ kiểu hơi bị bẩn, hơi bị bết ấy, chứ nó không đẹp nữa. Hai cái con Forte và 1821 này là hai cái trường hợp mà cào tay ok và đơn giản nhất ở trên pomade rồi. Còn những cái dạng sản phẩm còn lại thì thực sự đấy, nếu mà các bạn cào tay với pomade thì nó sẽ không ra một cái kết quả tốt một chút nào hết. Vậy nên là lại là công đoạn trải lược.
Các bạn có thể thấy là vì đây là một con ăn Anorthodox Formate, nó đã có sự xuất hiện của sáp bên trong, thành phần wax ấy, cho nên rằng là khi trải lược nó cũng sẽ đầm và nặng hơn rất là nhiều. Và cái cảm giác pomade nó ở trên đầu nó cũng đầm và nặng hơn rất là nhiều luôn. Đến cái bước chơi pomade nặng đô hơn như thế này rồi thì mình sẽ nói qua một chút về cái kỹ thuật trải lược. Thường thường trải lược hay là trải slick back thì lược nó sẽ đè về da đầu như thế này, đúng không? Chúng ta hay trải lược kiểu như thế này. Còn đối với trải pomade mà các bạn muốn có một chút volume ấy, thì cái chân lược nó sẽ vuông góc với da đầu. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái phần chân lược này mà thôi. Lược bây giờ nó không nằm song song và sát với da đầu nữa, mà nó sẽ là 90 độ đối với da đầu như thế này. Các bạn cứ thoải mái trải lược tóc lên như thế này. Tay còn lại là cái tay mà chúng ta định hình lại cái form tóc. Ok, và đánh form lên một chút thì chúng ta có cái kiểu tóc như thế này. Nhưng mà đây là cái kiểu tóc mà đối với mình là nó trông quá già, và mình cũng không thích cái kiểu tóc này, cho nên là mình sẽ chia size ra. Mình sẽ tiếp tục trải cho cái phần size nó đều hơn một chút này. Ok, và cái kiểu tóc mà mình muốn đạt tới đấy chính là modern side part. Một kiểu tóc side part mà cái phần ngôi này này nó sẽ không quá rõ ràng, cho nên là bây giờ mình sẽ trải cố gắng blend hai cái phần side lại với nhau. Ok, như thế này là chúng ta đã đạt được kiểu tóc modern side part với pomade. Cái kiểu tóc này để mà đi làm, cái nhìn quá là uy tín luôn. Thực sự là nó có một cái độ nghiêm túc cực kỳ cao, nhưng vì nó là side part không có ngôi cho nên là nó giảm đi cái độ formal một chút. Cộng với cả mình sử dụng đây là một con unorthodox pomade, cho nên là cái nhìn của nó cũng sẽ cứng hơn một chút. Cái nhìn của nó cũng không quá là bóng nhẫy, nó không có quá là formal như là những cái con pomade gốc dầu. Và các bạn thấy đấy, mình đạt được cái kiểu tóc sẵn sàng đi hội nghị thế này không có quá 10 phút, cực kỳ là nhanh luôn. Và các bạn cũng không cần phải lo là ở giữa ngày nó sẽ đổ hay là sáp nó sẽ bớt hiệu năng, bởi vì hiệu năng của những con pomade này nó là bá cháy. Nó sẽ phải là 12 tiếng chạy phà phà nguyên si luôn. Mà nếu nó có hơi đổ một chút, các bạn chỉ cần nửa scoop vuốt lại một phát là hiệu năng nó sẽ lại lên 10 điểm ngay lập tức. Hay là ác mộng của các bạn sau khi tạo kiểu tóc đấy chính là đội mũ bảo hiểm, đúng không? Thì những con pomade này lên mấy cái giáp gai lẫn không hề xi nhê một chút nào. Tất cả những gì các bạn cần đấy chính là một cái lược và các bạn trải lại một chút, vậy là xong. Okay. Vậy đó là unorthodox pomade với modern side part. Tiếp tục mình sẽ lại đi xả tóc nha. Ok, tóc của mình đã lại khô và bây giờ thì nó sạch đâu đấy tầm khoảng 90%. Các bạn có thể thấy là nó vẫn cứ có một cái độ hơi zin zít một chút, nhưng không sao, 90% và nhìn tóc vẫn tơi như thế này là hoàn toàn ok rồi. Rồi, đến với cái nhân vật nặng đô nhất, một con pomade gốc dầu mà nó lại còn là waxy pomade. Pomade gốc dầu thì nó cũng sẽ giống như là unorthodox nhé, nó có waxy và greasy. Cái dạng greasy thì nó phải gọi là tuyệt vời là nhẫy luôn. Nó dành cho một số những cái kiểu tóc như là men bun, những kiểu tóc mà tóc dài hơn ấy, không cần quá quan trọng đến cái vấn đề là đẩy tóc lên cao hay là giữ tóc. Và greasy oil based pomade nó cực kỳ dễ chảy dầu, chỉ cần tiếp xúc nhiệt một chút thôi là nó sẽ chảy dầu ra, và như vậy thì cực kỳ không hợp lý để sử dụng trong thời tiết mùa hè ở Việt Nam. Còn ngược lại, waxy pomade thì cái chất sáp của nó sẽ cứng hơn, nó sẽ gõ được như thế này, cái độ đẩy tóc của nó cũng sẽ tốt hơn, nó cũng sẽ phần nào đấy bớt bóng nhẫy hơn, và thêm một cái nữa là nó sẽ khó chảy dầu hơn rất nhiều. Ok, rồi, here we go. Một phần rất rất lớn thành phần là sáp, cho nên là cái cảm giác đè nặng đầu của nó là không đùa một chút nào. Nhưng mà cái khả năng trải lược với lại là cái khả năng luồn tay khi mà apply nó dễ hơn rất là nhiều so với con unorthodox, bởi vì là nó gốc dầu, nó cực kỳ bóng luôn và nó cực kỳ là mượt. Ok, trải lược một chút nhá. Về cái thứ tự và cách trải lược của mình thì đầu tiên để mà cho tất cả mọi thứ nó vào nếp và kết dính với nhau ấy, thì mình vẫn cứ sẽ trải lược sát với da đầu như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ trải lược 90 độ với da đầu để mà có một chút volume và để tạo được ra cái form mà bản thân mong muốn. Các bạn có thể thấy là sử dụng pomade gốc dầu, tóc nó bóng hơn cực kỳ nhiều và tóc trông nó cũng mượt hơn cực kỳ nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chia side part ra. Và lần này thì mình sẽ chia classic side part, chia nó rõ mồn một đường ngôi ra luôn. Ok, vậy đây là kết quả của chúng ta. Classic side part, các bạn có thể thấy là cái đường ngôi
cực kỳ thẳng và chuẩn chỉnh luôn. Và size part của mình là size part 73. Thì cái kiểu tóc này cá nhân mình đánh giá rằng nó có tính formal cao nhất. Nếu mà các bạn dự những cái bữa tiệc yêu cầu dress code là black tie hay là white tie thì đây là cái kiểu tóc cực kỳ phù hợp cho nó. Hay là nếu trong bất kỳ trường hợp nào mà các bạn muốn có một cái nhìn formal nhất thì oil base pomade và classic side part hay là classic quip là cái kiểu tóc go to cho các bạn. Các bạn yên tâm, để cái kiểu tóc này nó không có cái nhìn đa cấp đâu, bởi vì dân đa cấp không thể nào có một cái nhìn chỉn chu, có một cái nhìn formal và trông cực kỳ là sang như thế này. Và các bạn cũng thấy đấy, tạo cái kiểu tóc này cũng không hề mất quá nhiều thời gian, không cần phải lo là phải sử dụng gom hay là xịt thêm cái gì để mà giữ tóc. Tất cả pomade đã lo hết rồi. Điều mà các bạn cần quan tâm và rèn luyện đấy chính là cái kỹ năng chải pomade của các bạn mà thôi. Các bạn thành thục được cái kỹ năng chải lược thì thật sự chơi pomade nó không phải là một vấn đề gì luôn. Vậy đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ phải một lỡ comment đặc trợ của mình, đó chính là Xiaomen Store. Như mình đã nói ngay từ đầu video thì tổng 4 sản phẩm đây thì đều đến từ Xiaomen Store. Toàn bộ pomade hay là sáp tạo kiểu tóc của mình thì đều đến từ Xiaomen Store. Mình dám đảm bảo là cái danh mục sản phẩm của Xiaomen Store chắc chắn là sẽ có những sự lựa chọn phù hợp với tất cả các bạn. Vậy nên là các bạn đừng chần chừ, hãy click link phía bên dưới truy cập thẳng vào website của Xiaomen Store cho những cái sản phẩm grooming mà phù hợp với bạn nhất. Và đừng quên rằng vì Xiaomen Store là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những cốt giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ vì vậy mà nhé. Link in the description. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy thông tin trên video mình lấy, đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn nút cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình sẽ để những link social media của mình bên dưới description box, các bạn follow Insta của mình, cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ mix and match trong khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. That's it, so we guys, see you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.